Chị cũng là trong cái tinh thần thân mật, thì tôi cũng rất là thân mật và cũng rất là bộc trực, thì tỏ rõ luôn cái vấn đề của tôi rất là ưu tư và tôi cũng rất là thẳng thắn bực mình. Tôi bực mình vì cái chuyện mà gọi là sống lại cái hiệp định Paris 1972-73. Bởi vì thật sự ra là, thì như nghiên trưởng phân tích hồi nãy là, thì tôi nghĩ là đúng là chuyện lý thuyết, nhưng mà cái thực tế cho ta thấy là cái gì, là ai có thể làm sống lại thì như nghiên trưởng nói á, là người Mỹ là cái nhân vật chủ chốt, thứ hai nữa là những cái đồng minh, và thứ ba là chúng ta. Nhưng bây giờ nói đầu tiên trở lại cho chúng ta, ai chúng ta là ai, ai người có thể đại diện Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa, chúng ta có ai cử ai chưa? Bởi vì cái vấn đề đó rất là quan trọng, vấn đề chính là để khi ra đối thoại thì bây giờ chỉ có thấy mình có bên Mỹ của ông Bích, thì ông ấy bèn ra một cái chiêu của ông là cái chính phủ lưu vong gì đấy, cũng là trong cái mục đích coi như là ông cái đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà bị phản đối lung tung. Và thứ hai nữa, mình nói rằng là cái chuyện mà để mà Việt Nam Cộng Hòa để mà đại diện để đối thoại ấy, thì bây giờ chẳng hạn chúng ta ngoài này chúng ta lập được một cái tổ chức nào đó đại diện ở ngoài này, nhưng nó có thực sự cho đại diện cho tất cả của những người Việt ở hải ngoại hay không, hay là chỉ là một cái những cái người mà tán đồng chuyện làm sống lại của cái hiệp định đó, thành ra cái phần trăm đó thì chúng ta phải thăm dò để được bao nhiêu. Rồi thứ hai nữa là cái quan trọng là người ở trong nước hay là chúng ta chỉ là những người hải ngoại thôi. Nhưng cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh rất là quan trọng đó là cái ý chí của người Mỹ, ý chí của các đồng minh cũ của chúng ta, họ có bằng lòng để làm lại sống lại hay không. Theo tôi thì người Mỹ họ không muốn làm sống lại, vì chuyện gì đã qua luôn. Mà bây giờ á, cái quan tâm của họ là cái gì? Quan tâm đối đầu với cái thằng Tàu. Và thầy họ muốn dùng cái thằng Cộng sản để đối với thằng Tàu. Thì chẳng có lý do gì mà họ bất lòng cái thằng Việt Nam, thằng Cộng sản Việt Nam để dựng lên cái Việt Nam Cộng Hòa. Mà đã chắc gì Việt Nam Cộng Hòa tuân theo ý chí của họ hay không, để mà chống lại thằng Tàu hay không. Chưa kể là có thể bị lũng đoạn lung tung hết. Thành ra bây giờ tại sao có ngay con bài có sẵn là cái thằng Cộng sản đó, thì dùng nó để mà chống lại. Rồi thứ hai nữa là những các cái đồng minh của chúng ta ngày xưa cũng vậy, bây giờ buôn bán chẳng hạn như mấy anh kia buôn bán làm ăn với thằng Việt Nam, cái thằng Cộng sản Việt Nam, mà trong khi chúng ta trong tay chẳng có cái gì hết. Rồi tương lai của chúng ta đi về đâu, rồi chúng ta có hợp tác thật sự với họ để mà làm ăn buôn bán với họ, cho họ những cái mối lợi hay không? Hoàn toàn là chúng ta nói thẳng là chúng ta đánh bạc giả với nhau, thành ra chúng ta phải đánh bạc thật. Cái vấn đề chính trị phải rõ ràng như vậy. Thành ra mình thấy là những cái đồng minh, nhất là những người Mỹ, họ không có cái ý chí để làm sống lại cái hiệp định Paris. Tại Nhật Bản cái chuyện tôi thấy mất thì giờ. Rồi chưa kể quan trọng là người trong nước, bây giờ tại sao tất cả những lực lượng của chúng ta bây giờ không ủng hộ những người trong nước để mà buộc đánh được Cộng sản? Cần gì phải chi 2, chi 3, chi 4, chi 5 Việt Nam Cộng Hòa từ trước ngay giờ chi? Bây giờ chỉ có Việt Nam duy nhất và chúng ta ủng hộ vấn đề dân chủ đáng nguyên. Việt Nam Cộng Hòa là quá khứ, cho đi vào quá khứ. Cộng sản là cái thức đồ rơm rác vất vưởng đi vào về. Chúng ta hướng về tương lai, chúng ta xây dựng một cái gì mới. Bởi vì Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa không phải là một đặc số đúng. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng cái thời ông Diệm cho đến cái thời ông Thiệu, chúng ta thấy là độc tài, hết độc tài gia đình trị cho đến qua là cái độc tài của quân phiệt. Đó không phải là một đặc số đúng. Việt Nam chưa có dân chủ. Và đối đầu lại cái thằng Cộng sản bây giờ thì chúng ta phải có dân chủ thật sự, thì chúng ta phải làm cái mới. Không thể dùng những khuôn mặt cũ, những cái số liệu cũ như thế này để mà nói chuyện. Đó là tôi muốn chỉ nói khoanh vùng. Tôi đã kiểu vừa rồi, chính cuộc tranh đấu của đồng bào trong nước cho tự do dân chủ là quan trọng, chứ không thể tách rời khỏi cái cuộc tranh đấu đó. Và tôi cũng đã nói, bây giờ tôi nhắc lại vì ông Bảo vừa nêu lên, nếu chúng ta chỉ đòi hỏi thì hiệp định Paris thôi thì vô, không có hy vọng, vô. Thì cái đó là tôi nhắc đi nhắc lại có lẽ hơn 10 lần trong chiều vừa nói với các bạn. Vậy thì đồng ý với bạn, chúng ta phải tích cực ủng hộ cuộc tranh đấu của đồng bào trong nước. Thì chính cái đề tài hôm nay tôi nói nàng phần đã lầm cuộc tranh và đã trăm cuộc tranh đấu đó. Và cuộc tranh đấu đó thì tôi cũng nhắc lại, trong này có bạn nhân chứng, tôi đã nghĩ đến năm 1208 là làm sao có một phong trào công dân đòi hỏi sửa đổi hiến pháp để mà thiết lập chế độ dân chủ tự do ở bên nhà.
Vậy thì cái chuyện ý của ông bà cũng không phải là khác với ý tôi, có lẽ là cũng nhắc lại cái đó. Còn thứ hai nói chuyện đã cũng qua. Xin lỗi cho tôi có nói rằng là không nên đặt lại cái vấn đề cũ, tức là cái vấn đề là phải đặt lại cái tinh thần nó vâng, cái đó là phối hợp với cái gì thì vâng, tôi thì tôi hoàn toàn không đồng ý. Vì có hai cái chuyện. Cái chuyện thứ nhất là cuộc tranh đấu bên nhà. Thứ nhì là chúng ta có một cơ sở để mà tranh đấu. Chúng ta phải đặt các cái quốc gia đó trước trách nhiệm của họ đối với một dân tộc bị hãm hại trong vòng 30 năm này chỉ vì họ không thi hành cái nhiệm vụ của họ. Tôi thừa biết cái quyền lợi thực tế của các quốc gia, nhưng chúng tôi cũng được biết rằng các quốc gia đó cũng không phải chỉ có 100% cái quyền lợi thực tế đâu, và cũng chưa chắc cái quyền lợi của các quốc gia đó với Cộng sản Hà Nội mà bền bỉ và đúng đắn đâu. Ngày xưa các quốc gia đó đã đụng đắn một lần khi họ nương tay với Hồ Chí Minh, hy vọng rằng Hồ Chí Minh là một Tito thứ hai, tuy cộng sản nhưng mà độc lập, để ngăn chặn cái làn sóng cộng sản từ Trung Hoa xuống. Những cái sự tin tưởng của Hoa Kỳ và đồng minh vào Hồ Chí Minh coi như là Tito tương lai đã không thành, đã thất bại. Đó là kinh nghiệm cho họ. Thứ hai, cái sự lệ thuộc của Trung Cộng, của Việt Cộng vào Trung Cộng bây giờ khiến cho Hoa Kỳ và tất cả mọi người không có thể tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng nhiều vào Hà Nội đâu. Hoa Kỳ nó cũng khôn lắm, rất thực tế nhưng rất khôn ngoan, khi nào có 2-3 lá bài trong tay, chứ không phải rằng là tin tưởng rằng là Việt Cộng bây giờ sẽ là một cái kháng lực mạnh mẽ đối với Trung Cộng. Cái đó còn khuya nó mới tin. Còn cái chuyện mà cái chính danh của chúng ta đừng có phủ nhận cái chính danh của chính mình. Cái sự hy sinh của hàng triệu, hàng trăm ngàn chiến sĩ và đồng bào của mình, cái sự chết chấp dưới bàn tay của Cộng sản không thể cho chúng ta cái quyền lờ phớt đi được. Còn nói rằng cái chế độ đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa không phải gương mẫu, tôi đồng ý. Nhưng đó là những chế độ tương đối rất khá, cứu vãn được miền Nam trong vòng 1/3 thế kỷ. Được rồi. Tôi có những người bà con đã chết hàng bên này. Tôi có những anh em đã chết hàng bên kia. Tôi đã hiểu cái đau đớn của người chúng ta đã bị chiến tranh tàn phá, mà chiến tranh đã do ai gây nên thì không cần học thuyết nhiều, cãi vã nhiều. Cộng sản đã gây nên từ năm 1945. Nếu không có Cộng sản, không có Hồ Chí Minh thì đất nước chúng ta đã độc lập từ năm 1945. Độc lập từ năm 1945 khi Nhật Bản nó thất trận, nó đã giao quyền hành lại hoàn toàn cho chính phủ Bảo Đảm, chính phủ Trần Lục Kim. Rồi vì chính phủ đó không có thì giờ quá yếu, ông Mậu Đại cũng quá yếu, cho nên cái thời cơ đó đã đi qua. Năm 1945 của cách mạng gọi là mùa thu đó, Việt Minh cướp được chính quyền không phải là cuộc cách mạng của toàn dân để đòi chống lại chế độ thực dân và đòi hỏi tự do dân chủ. Thật ra là nó lợi dụng cơ hội mà chính quyền độc lập của thời đó, chính phủ Trần Đồng Chí vọng lại quá yếu, nên nó dùng những thủ đoạn hết sức là đơn sơ, trong này có nhiều người biết đó, để mà cướp chính quyền một cách lanh lẹ tại Hà Nội. Rồi thì từ 1945 trở đi, chúng ta thấy những cảnh nào đã xảy ra ở ngoài Bắc, ai còn quên được cái cảnh đấu tố chết gần nửa triệu người ở ngoài Bắc khổ sở như thế nào, ai đã gây đi cảnh chiến tranh, ai đã gây đi cảnh đấu tố đó. Rồi thì từ khi Hiệp định Geneva ký kết năm 1954, thôi thì yên đi, chịu như vậy tạm thời, miền Nam miền Bắc cứ ở riêng ra, rồi một ngày nào tốt đẹp sẽ trong hòa bình thương thuyết để thống nhất. Nhưng Cộng sản không ngừng và tiếp tục cuộc xâm lăng. Những cái đó bây giờ không có thể ai chối cãi được. Có nhiều sách vở bên nhà bên kia viết,
những cái sự thật đó rõ ràng, mà chính cộng sản nó công nhận cái đó, nó qua nhìn một cái thành công vĩ đại của nó đã thực hành được cái di chúc của Hồ Chí Minh là lấy hết cả Việt Nam và Đông Dương. Tại sao chúng ta lại không biết cái đó? Tại sao chúng ta không nhớ cái đó? Tại sao chúng ta phủ nhận cái sự kiện lịch sử như vậy trong đau thương, trong uất hận của chúng ta? Thưa các bạn, nên để nhắc về nền gì cầu hòa, không phải toàn biết, cũng như tất cả các nền dân chủ ở thế giới không phải là toàn biết đâu. Chúng ta thấy ở nước Pháp này, một nước dân chủ đã cả ngàn năm, mỗi ngày là có một cái scandal từ bộ trưởng, từ dân biểu. Chúng ta ở thấy ở Mỹ những cái vụ ghê gớm lường gạt cả hàng tỷ đồng, rồi những việc này việc kia, chúng ta đã thấy những chuyện đó ở Pháp, ở Anh, ở bất cứ. Vậy thì trong khoái lực của chiến tranh mà một chế độ đệ nhất cộng hòa và đệ nhì cộng hòa, nếu có những sai lầm, những khuyết điểm có, nhưng mà có thể so sánh lại với cái công ơn đã chừng được nước, đã bảo vệ được dân chúng, đã cứu được 1 triệu đồng bào miền Bắc trong đại để lập nghiệp và đã tiếp tay chống cầm cùng miền Nam. Vậy thì tất cả cái công lao đó so sánh những khuyết điểm có, thì tôi thấy rằng cũng có thể không những là tha thứ mà có thể là khâm phục. Trước khi mà tôi không đồng ý với anh là quên Việt Nam Cộng Hòa đi, đó là một cái điều nhục và ngu xuẩn. Vì chế độ miền Nam đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa miền Nam Việt Nam không có một cái lầm lỗi gì cả. Nếu mà nói về tổng thể, không có một cái lầm. Nhân dân Việt Nam, miền Nam Việt Nam không có một cái chế độ, không có một cái lầm lỗi gì. Vì trong chiến tranh là nhân dân và chính quyền miền Nam Việt Nam bị đánh, chứ không phải là đi đánh người ta hay là đàn áp gì hết đó. Nên là anh bảo nói là quên đi là một cái lầm lỗi không thể tha thứ được. Dạ thì cảm ơn. Chứ thì không phải là anh có bảo đang có cái gì như vậy đâu. Dạ chúng nói là chỉ bằng là những cái không có cái cũng như là lời của nghiên trưởng Lê Trọng Quát. Khi tư về trong nước và trong nước có đưa ra những tất cả những phong trào đó, nhưng mà ta tiếc ở hải ngoại chúng ta không khai thác tất cả những cái gì mà trong nước cố gắng họ thực hiện được, từ vấn đề mà dân tộc thống nhất, thì vấn đề về cái bầu cử, vấn đề mà chống ngoại xâm, cho những vấn đề mà mới đây. Thành ra rốt cuộc Hà với luật sư có trao đổi rất nhiều ở những nơi khác. Có cả cảm tưởng là những người hải ngoại chúng ta chưa có quan tâm triệt để về vấn đề hỗ trợ trong nước. Cái đó là cái điểm rất là quan trọng mà ở trong nước đang chờ chúng ta về vấn đề nỗ lực hỗ trợ ở đó. Hỗ trợ một cách nào, giống như luật sư nói, vận động này kia, thì chúng ta ở đây được một cái môi trường rất là dân chủ, được tiếp xúc với những cái nước địa phương dân chủ như thế nào, tôn trọng những khác biệt như thế nào, nhưng mà quan trọng nhất là tập trung hỗ trợ trong quốc nội. Cái đó mà cái suy tư của luật sư Lê Trọng Quát cũng như em ấy là làm thế nào để toàn dân ở hải ngoại chúng ta tập trung sức mạnh đó, dù cho những cái khác biệt lẫn nhau, nhưng mà tập trung về vấn đề hỗ trợ quốc nội. Hiện tại bây giờ làm sao dấy lên một cái phong trào dân tộc tự quyết, quyền tự quyết của dân tộc trong một cái khía nào, bất cứ một cái khía cạnh nào, khai thác từ trong nước như thế nào, vì vấn đề chống ngoại xâm, vấn đề tu chính hiến pháp, bất cứ một cái gì mà trong nước dấy lên là chúng ta phải tập trung về tất cả cái đó là gì, là dân quyền, dân tộc tự quyết.
mà đáng tiếc là ở hải ngoại chúng ta vì những nguyên sắc khác biệt đó, quên đi vấn đề cái nhiệm vụ, cái hỗ trợ trong quốc quân đội, tập trung sức mạnh ở khắp nơi của những anh em ở đây, tập trung sức mạnh để hỗ trợ trong quốc quân đội. Chúng ta có vài cái cạnh này mới cái khác biệt đây, mà chúng ta đã có cái suy tưởng hơi khác thì làm sao tập trung được cái chủ đề là quyền dân tộc tự quyết ở trong quốc đội đang hiện tại đang cần chúng ta. Thành ra mong rằng những anh em ở đây và luật sư Liên Quốc, chúng ta đưa ra một cái gì mà chung á, để chúng ta có thể làm chung với nhau cho vấn đề hỗ trợ trong quốc đội. Xin cảm ơn. Tôi trần nghề cái vấn đề luật sư nói của Trọng Quát nói ra về cái hiệp định ở Paris là không rất đúng, bởi vì hiện tại xin quý vị cũng chúng ta đừng quên là kỷ niệm 40 năm hiệp định Paris, và thứ nhì năm nay là cái năm mà không biết vô tình hay cố ý cộng sản Việt Nam nó cũng cố định lên năm lên đi Việt Nam en France. Thì tại sao chúng ta ở đây chúng ta không nghĩ đến cái chỗ hở đó để gây lại cái niềm tin cho người dân ở trong Việt Nam, cũng như gây lại cái sự hợp, tôi không muốn nói chữ đoàn kết, nhưng mà hợp quần của những người Việt ở hải ngoại, cũng không nói ở Pháp, ở Mỹ, ở Úc, ở Canada, ở Hòa Lan, ở Bỉ, ở mọi nơi ở Âu Châu. Chúng ta phải họp lại và nhắc lại cho người dân Việt Nam biết rằng cách đây 40 năm thằng Cộng sản và thằng Mỹ đã lường gạt chúng ta. Chúng tôi không nói là nền Cộng hòa Việt Nam, nhưng mà chúng tôi nói rằng như luật sư Nguyễn Trọng Bác nói, Cộng hòa là gì? Cộng hòa là một nền do người dân quyết định, người dân bầu ra, chứ không phải là Cộng hòa là độc tài. Thành ra dù Việt Nam Cộng hòa ngày xưa có những cái lầm lỗi, chứ phải nói là không có lầm lỗi, nhưng mà do người dân bầu ra, cũng như hiện tại xứ Pháp bao nhiêu cái lỗi, bao nhiêu cái lầm, thằng Hồ Lăng nó làm bao nhiêu chuyện bậy bạ, nhưng mà do người Pháp, người dân Pháp bầu ra, đó là dân chủ. Chúng ta phải nhớ cái đó, và chúng ta phải làm sao mà cho người dân ở bên Việt Nam biết rằng chúng ta bên đây cũng không quên 40 năm nhục nhã đó, và cũng không, do người dân can đảm hơn nhiều nữa, hiện giờ đã có những người đứng lên, nhưng mà họ cũng trông chờ người ta. Và thứ nhì, luật sư Quỳnh Phát nói rằng chúng ta phải tiếp cận với những chính khách, thì cái đó là cái bổn phận của chúng ta. Chúng ta bên đây chúng ta có cái quyền tự quyết, cái quyền dân chủ, chúng ta phải cho người Pháp, cho những cái người Mỹ, ở Mỹ người ta đã làm được, bên Tây cũng vậy, chúng ta phải nói rằng cái lá phiếu của chúng tôi đây nè, các ông muốn được làm bầu dân chủ, làm dân biểu cái gì đó là chúng ông nghe chúng tôi. Đó là cái cách tiếp cận. Mà hiện giờ có một số rất đông người Việt chúng ta, tôi xin lỗi, ở Pháp rất lơ là với cái tình thế chính trị, xâm nhập về chính trị, và chúng tôi may là có những em trẻ đã bây giờ quyết tâm đi học chính trị. Chúng tôi chỉ nhắc lại các chúng ta đi học chính trị, nhưng không quên chúng tôi làm chính trị với Pháp, nhưng mà chúng tôi là người Việt Nam. Có những điều gì thế thôi, chúng tôi yêu cầu quý vị chúng ta nên nghĩ chúng ta là người Việt Nam, và chúng ta không thể nào quên được rằng dân tộc Việt Nam đang còn bị đày đọa bởi thằng Cộng sản. Ông, bây giờ cái câu tôi á, đi 35 năm rồi, tôi thấy người Việt Nam tị nạn Cộng sản không có đoàn kết gì hết. Rồi bây giờ mình phải tạo ra, không biết mà luật sư Quát có cái mẫu số chung nào không? Tôi thì tôi ráng nói chắc là tôi không được, tôi ngõ ngang, tôi không hiểu rộng như luật sư Quát. Tôi cần luật sư Quát cho một cái mẫu số chung để anh em ngồi lại. Mỗi lần vô hội á thì 9 người 10 ý, còn 2 người thì 3 đã. Tôi lại tôi nói giữ mấy đây là luật sư kêu tôi gặp ông Debite, ông Senator ở dùng tôi. Ông nói tụi bay cũng loạn luôn rồi, sao mà biết được. Bây giờ tôi nói sao bây giờ? Tôi xin chấm dứt cái câu tôi rất là ngắn, rất dễ hiểu, ai cũng hiểu. Cảm ơn bác sĩ. Đó là cái
Thưa cái vấn đề mà đoàn kết thật là một vấn đề có thể nói là trọng đại, khó khăn vô cùng. Mà không giải quyết được vấn đề đó đó thì chúng ta hết sức là yếu, suy yếu. Vì cái sự chia rẽ hết sức là trầm trọng. Một khi mình đã chia rẽ nhau đó thì chúng ta không còn được cái sức mạnh tối thiểu để làm bất cứ việc gì. Thì kêu gọi đoàn kết là cái chuyện rất đúng, nhưng mà làm sao để thực hiện sự đoàn kết như bác sĩ vừa nêu lên thì tôi chỉ có một gài thiện kiến thôi, chứ tôi biết khó khăn lắm. Thì tôi đã kêu gọi như thế này để đi tìm phương thức mà giảm bớt sự chia rẽ, chứ chưa dám nói là chấm dứt sự chia rẽ. Tôi nói giảm bớt thôi. Vâng, thì tôi nói những ví dụ gần đây hết sức. Lại có một cái đài truyền hình ở bên Mỹ qua gặp chúng tôi, trong này có một vài vị có tham dự cái buổi gặp gỡ đó. Thì cái đài truyền hình đó hết sức là chống cộng. Qua cái lời phát ngôn họ, qua cái hành động, rồi thì là cũng hết sức là Việt Nam Cộng Hòa, tự xưng là Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà tôi thấy trong cái sự trình bày đôi khi không hiểu vì lý do gì hoặc là vì quá hăng say, họ đã đưa ra những cái luận điệu mà tôi sợ rằng nó gây thêm sự chia rẽ trong đồng bào. Bây tôi xin nói thẳng, như có vài nhân chứng ngồi ở đây có dự cái buổi họp đó tại nhà tôi cách đây không đến 2 tháng. Thì cái sự quan trọng nhất đó, cái điều quan trọng nhất là được chia rẽ giữa tôn giáo. Tôn giáo, tôi xin nhắc lại tôn giáo. Vì gần đây tất cả chúng ta ở đây đều thấy trên các cái diễn đàn là người thì đứng về phía công giáo, rồi chỉ trích mặt sát bên phía Phật giáo, ngược lại bên phía Phật giáo cũng có những cái lời lẽ giống như vậy, gây ra một cái cảnh tượng hết sức là quan trọng. Nếu một người có ý thức tối thiểu trong việc tranh đấu thì sẽ thấy rằng cái sức mạnh mà Cộng sản sợ nhất, Cộng sản Tàu, Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Cuba, Cộng sản đâu cũng vậy, là tôn giáo. Kẻ thù số 1 của Cộng sản là tôn giáo. Mà chúng ta ở Việt Nam có 2 tôn giáo chính, Phật giáo và Công giáo. Vậy mà tôi thấy mỗi ngày mở cái diễn đàn ra Internet là thấy chuyện với nhau về chuyện đó, đau lòng lắm. Thì hôm đó cái đài truyền hình ở Hoa Kỳ xoa phỏng vấn tôi, mở cuộc hội luận ngay tại nhà tôi với anh em trong cộng đồng quốc gia người Việt ở Pháp. Thì tôi có nói với họ rằng họ rất bình vực cho Đệ Nhất Cộng Hòa và chống lại những cái ai mà chống lại Đệ Nhất Cộng Hòa. Thì tôi nói rằng không nên. Nếu có một người mà có thể binh vực Đệ Nhất Cộng Hòa và Tổng thống Diệp để bài bác, để chống lại tất cả mọi người đó, bây giờ chết gần hết rồi, còn mình tôi được còn sống. Nhưng tôi không làm việc đó vì đoàn kết quốc gia. Vì nên nhớ như quý vị vừa nhận qua, Tổng thống Diệp rất là tin cậy tôi. Mặc dù tôi không phải Đặng Cần Lao, cũng phải Công giáo, cũng không phải là phong trào cách mạng quốc gia, nhưng mà một cái duyên nợ nào đó hoặc là gặp nhau trong sự làm việc thì ông rất tín nhiệm tôi. Đến nỗi lúc 30 tuổi ông đã yêu cầu tôi làm đại diện của cuộc vận động nhiệm kỳ 2 tổng thống 1962 đấy, mà tôi từ chối cũng không được vì tôi đang làm trưởng khối Liên minh Xã hội, vì tôi thích màu sắc xã hội lắm, không phải xã hội cộng sản mà xã hội công bằng xã hội. Mà đi làm đại diện cho tổng thống Diệp thì hóa ra là người ta không tin mình nữa. Lúc đó tôi làm trưởng khối đó, nhưng mà bắt buộc tôi làm thì tôi phải làm vậy. Và sau khi ông Diệp bị giết, tôi bị bắt giam hơn 1 năm, 1965 mới được phóng thích, mặc dù không có tội gì hết. Thứ hai,
đã tịch thu tài sản của tôi. Nó là tài sản của ông Ngô Đình Diệm. Đồng đó tôi cũng nhìn lưu giữ cái chỗ tài sản đó. Và tôi là cái người độc nhất trong vụ đó đứng kiện hội đồng cách mạng nhà Minh về cái tội đã cưỡng đoạt tài sản của tôi, đưa ra trước tòa sơ thẩm Sài Gòn. Lúc tôi được bị giam ở công an, tôi nhà tôi đến nhờ luật sư Hồ Trí Châu là chủ tịch luật sư đoàn ở Sài Gòn để mà biện hộ cho. Thì tôi đưa cả một cái hồ sơ đầy đủ, tiền đi vay, tiền đi mượn, ngân hàng chưa trả đủ thứ tùm lum, nên mà nói rằng là tài sản của ông Ngô Đình Diệm. Thì trong vụ đó, tòa án sơ thẩm Sài Gòn năm 1965 đã xử thắng cho tôi, hoàn toàn. Vậy thì cái nỗi oan ức của tôi, cái nỗi hận của tôi đối với những người đã phá chế độ Diệm như thế nào, bị tù, bị tịch thu gia sản. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng chuyện đó mình phải cho qua đi, chứ có gây lại cái điểm uất hận oán thù gì nữa. Đó, ông Diệm có công mình công nhận, ông Diệm có lỗi mình cũng thấy. Nhưng mà đảng nào chế độ Cộng hòa đã khai sinh ra cái miền Nam Việt Nam đã làm cái việc hết sức là to lớn để cứu vãn miền Nam. Nhưng mà thôi, chuyện cũng bỏ qua. Còn cái chuyện Phật giáo Công giáo lúc đó có sự đối thôi đó, một cái nguyên nhân chính được vụ mà đạo chính ông Diệm thì chuyện đó mình cũng cho qua luôn. À, bởi vì cái người con tin với cái tôn giáo, với những người chức sắc mà có lỗi lầm cá nhân thì cũng nhiều. Thế còn một cái tôn giáo nói chung, những người tín ngưỡng một cái đàn nói chung thì không có dính dáng gì. Mình nên bỏ qua những chuyện đó. Mình nếu bỏ qua được chuyện đó mà bây giờ còn bói bắt những chuyện đó ra đó, để mà chửi nhau tới công nhau thì vô tình mình lọt vào cái bẫy của Cộng sản. Vì kẻ thù chính của Cộng sản là tôn giáo, chứ không phải mấy cái đảng phái đoàn thể không đủ sức. Và bây giờ ở bên nhà Hội đồng Giám mục Việt Nam đâu ra rất dày ạ. Bây giờ cũng đã lên tiếng đòi hỏi phải tu chính hiến pháp, phải sửa đổi hiến pháp kê cái điều bốn. Rồi anh em bên Phật giáo, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, rồi bên Tin Lành, bên Hòa Hảo, bên Cao Đài đều chấm. Chúng ta không có lý do gì để rơi vào cái bẫy ở tại hải ngoại tôn giáo mấy ông bên chuyện